Xin chào tất cả quý hàng thân yêu của Minh Thiên nhé. Hôm nay thì em Thiện lại trực tiếp về công trình lắp đặt phào chỉ GFLC của công ty Minh Thiên ở Vĩnh Phúc. Hiện tại thì bên Minh Thiên đang lắp đặt phần phào chỉ GFLC cho công trình liền kề. Công trình này các loại phào chỉ và phụ kiện đây là bên Minh Thiên tự sản xuất ra và cung cấp lắp đặt cho công trình đây. Đây là phần phào mà bên Minh Thiên đang trở về để đang chuẩn bị để lắp đặt cho các căn liền kề đây. Đấy, đây là các căn đang chờ hoàn thiện để Minh Thiên lắp đặt. Còn phía bên này là phần phào chỉ bên Minh Thiên đã lắp đặt rồi. Đấy, đã lắp đặt hoàn thiện xong rồi đấy các bạn. Tất cả các phần phào chỉ GFLC của công ty Minh Thiên ở Vĩnh Phúc thì đã sản xuất ra và cung cấp lắp đặt cho rất nhiều công trình rồi. Đó, các bác có thể tham khảo và nghiên cứu đến Minh Thiên nhé. Nghiên cứu về hàng hóa, chất lượng sản phẩm, năng lực, nhiều vấn đề khác thì để đặt niềm tin vào nhà cung cấp thì quý khách hàng hãy nghiên cứu đến nhà cung cấp nhé. Phần phào chỉ cho những căn biệt thự này là bên Minh Thiên đã sản xuất hết. Và cung ngoài việc sản xuất ra còn lắp đặt đó, tất cả phần phào chỉ này là đều sản xuất từ máy phun GFLC nhá, máy phun phào GFLC mà ra đây ạ. Phần bên này thì bên Minh Thiên đang lắp đặt, đang trong lắp đặt cụ thể đó. Vì là hoàn thiện đến đâu là lắp đặt đến đấy đó, rất là nhiều phần phào chỉ đây ạ. Đấy, các bác có thể nhìn nhé. Đấy, còn phần phào đây là ví dụ như những cái vòm khóa vòm này. Đấy, những cái phần ban công tròn như thế này. Đấy, là phào chỉ nhà Minh Thiên sản xuất ra và mang đi công trình để lắp đặt cho khách hàng đây. Đấy. Cái này là phải sử dụng bằng máy phun phào chỉ GFLC. Đây ạ. Đấy. Máy nhá. Cái phần máy phun này là công nghệ của Trung Quốc các bạn. Đấy, mà công nghệ của Trung Quốc hết ạ. Đây. Phần bên trong là rỗng, đó, bên trong là rỗng, bên ngoài thì là phần ban công là hình quả bí tròn như thế này đấy các bác. Đó. Bên trong thì là phun sợi và phun bê tông đấy, để làm phào chỉ. Đây là những công trình đang lắp đặt và đang hoàn thiện, đấy, đang hoàn thiện dở đây các bác. Nó làm cho rất nhiều những căn biệt thự liền kề mà phục vụ cho nhiều năm nay rồi. Về phần chất lượng thì các bác không phải suy nghĩ vì là sử dụng bằng công nghệ phào chỉ GFLC, công nghệ của Trung Quốc dùng bằng máy các bác nhé. Có những cấu kiện mà không làm được bằng máy thì phải làm thủ công, nhưng mà cơ bản là phải làm bằng máy các bác. Đó. Các bác hãy nghiên cứu nha, bên Minh Thiên đã có rất nhiều năm trong kinh nghiệm sản xuất phào chỉ và cung cấp hoa văn phù điêu trang trí cho nhiều công trình rồi. Hôm nay thì em Thiện là về công trình thì sẽ quay cho các bác xem qua về những phần phào chỉ mà bên Minh Thiên đã cung cấp và lắp đặt. Đây là phần phào chở rồi đến công trình. Đấy, ví dụ như những phần ban công, những cái ban công to như thế này, đây quay gần thì nó là thế này đấy các bác. Đó, thế còn nhìn xa lên là nó lại là thế này. Đấy, nhìn xa lên thì đây. Nhìn xa thì nó nhỏ thôi, nhưng mà trong thực tế thì những cái quả bí này rất là to. Đấy, khi lắp đặt lên thì bên trong là rỗng các bác nhá. Đó. Đấy, các phần ban công này là bên Minh Thiên cũng đã sản xuất và lắp đặt từ năm 2017 đến giờ rồi. Đó. Quý hàng hãy nghiên cứu nhá và đi thăm những dự án và công trình mà bên Minh Thiên đã lắp đặt phào chỉ rồi. Đó. Đó. Quý vị có thể tham khảo thêm các loại mẫu mã về khuôn của Minh Thiên nhé, thì hãy gõ vào trên website nhà Minh Thiên là khuonhangrao.com, khuonhangrao.com, hoặc là gõ vào cái đường link ở dưới YouTube này nhé. Đó thì nó sẽ dẫn các bác đến website nhà Minh Thiên để tham khảo mẫu mã và các loại giá cả về khuôn mẫu của Minh Thiên nhé. Bên Minh Thiên thì vừa sản xuất khuôn mẫu, vừa sản xuất phào chỉ GFLC và cung cấp tất cả các loại khuôn xây dựng và khuôn chậu cảnh cho tất cả quý hàng trên cả nước. Đó. Quý hàng hãy thắc mắc gì thì hãy liên hệ đến Minh Thiên nhé. Bên Minh Thiên là sẽ phục vụ đầy đủ và tất cả các mẫu mà các đơn vị nào mà không làm được hãy
gửi đây cho Minh Thiên, bên Minh Thiên sẽ phục vụ hết cho quý khách hàng. Đó, rất rất nhiều mẫu nhá. Đây là rất những công trình mà bên Minh Thiên đã lắp đặt và hoàn thiện rồi. Đó thì Minh Thiên quay cho các bác xem đấy, phần quả bí đây rất là đẹp. Đó, Minh Thiên xin phép được tạm dừng video và xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý khách hàng thân yêu của Minh Thiên nhé.